Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại những người thực hiện những cái thử thách chỉ có 0.001% khả năng thực hiện được. Nói hơi bị mông lung đúng không? Thì trước khi bắt đầu vào video, mọi người đừng quên nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký cũng như vào cái chuông để ủng hộ cho mình. Ông này xem tí nữa là chuyển sinh rồi. Thường thì chơi những cái trò chơi này thì nó khi mà nó ở trên người mình chắc chắn phải có một cái dây móc mình lại và rất là an toàn. Nhưng xem tí nữa là chuyển sinh. Cái gì đây? Nó mờ quá tôi thấy không. Ném cái quả bóng rổ mọi người vào cái rổ, sau đó là cái lưới của nó móc thêm một vòng vào cái rổ nữa. Không biết là nó có được tính điểm hay không, tôi không có chơi cái bộ môn đó tôi không biết. Cái gì đây? Trời ơi, cục single mà trời ơi. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Cái gì vậy? Đá lên chân xong giờ bỏ vô miệng, what the heck? Tôi không ngờ cầu thủ đá banh cũng ở dơ tới như vậy. Đừng nói định lực 3 giây gì với tôi ở đây, đừng nói là gớt xuống đất định lực 3 giây hay gì á. Nói chung là nó dơ. Hờ đất ơi, 3 giây mới dứt luôn. Trời ơi, đá với đất muôn đúng không? Quá thiệt. Các bạn có tin được không? Các bạn có tin được những cái video mà chỉ 0.001% nó có thể thực hiện được không? Chúng ta chỉ có 0.001% cho mỗi lần thử thôi mọi người à. Ủa, cái video mờ quá tôi không thấy gì luôn á. Ok, một đàn vịt đánh nhau với một đàn gì đó không thấy rõ. Uầy. Kiểu ổng kiểu không ngờ tay mình lại có giác quan của nhện. Spider Sense. Wo như là mấy pháp sư Trung Hoa vậy. Wo xong, tự nhiên tờ giấy trở lại tay của mình. Wow. Oh my god. Cái gì đấy? Không mà tôi hơi thắc mắc nha mọi người. Cô không biết đây là cây bút hay gì, nhưng mà tôi cảm giác như là nó cái đầu bút của nó giống như là nó có cái gì đó nhọn nó đâm vào vậy mọi người, nên là dính luôn. Cái này không nhìn rõ, cái thử thách gì đâu kỳ vậy. Tạo thế giới Minecraft 100%. Tôi không biết là cái này có phải là 0.001% không. Khi mà các bạn vừa tạo thế giới, cái có cái cổng địa ngục ở đằng sau. What the heck, các bạn speed run cực nhanh luôn. Không, tôi nghĩ là cái này nó có cái vấn đề gì đó. Đừng nói là thành công luôn nha. Ui, 5 giây 18 mili giây hay là cái gì đó. Nói chung là chỉ có cần 5 giây thôi là các bạn có thể tạo được thế giới và đến với địa ngục luôn. Hên cực kỳ. Wow. Ok. Ốc. Ui, cái quả này là ao nhay luôn á mọi người. Này. Ui thôi, ông nội này là buông luôn. Không. Chịu thua. Gì vậy, ném gì lên vậy? Cái đó là gì ta? À, cái thử thách mà ném cái chai, nhưng mà cái này nó ở cường độ cao mọi người. Ném hẳn lên trời luôn, trúng hay không trúng trời mở nó. Ok. Cái thứ ba. Tôi đánh giá cao cái thử thách này, nhưng nó sẽ hay hơn nếu anh chàng này không có gọi là can thiệp vô, lấy cái tay đụng vào cái thứ hai để cho nó tự nhiên ba cái luôn. Ba cái mà dính lại thì mày đạt kỷ lục Guinness về người ăn may nhất thế giới. Mày ăn hên thức nhất thế giới, nhân phẩm nhất thế giới. What? Cái cây nó cao như vậy. Oh my god. Ok, truyền bóng. Kỹ thuật. Đánh đầu chuối ra ngoài luôn. Bóng rổ này, ném, cú ném 3 điểm. Bùm. Và thế là thắng luôn. À ok, cái đó chắc là một cái trận thắng lịch sử nào đó. Ok. Đây. Tôi nghĩ là con cá này thông đồng với cái thanh niên này rồi. Ê mày nhảy lên cái lưới của tao để tao quay clip một cái. Tao up lên YouTube. Oh my god, possible YouTube. Đấy, các bạn chỉ cần ném một lá bài vào một cái hộp bài thôi. Bùm. Wow. Dính vào hai rổ luôn mọi người ạ. À, đây xem lại này. Ping pong bùm. Khó lắm chứ đùa. Nó cực khó luôn ấy. Phải luyện tập rất là nhiều lần. Ui, timing. Ui, bạn là ngầu nhất sớm luôn rồi. Ngầu nhất sớm luôn rồi mọi người. Làm được quả đó là ngầu nhất sớm rồi. Ok, một cái chiếc shot mới. Rồi, thành công cái cười hết nguyên sớm.
What? 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 Từ từ, từ từ. Từ từ nha. Đánh chắc chắn. What? Tôi không biết nhiều về Bila, Bia gì đó, nhưng mà các bạn có để ý là ông ta đánh cái trái trắng nè. Trái trắng nó đứng yên ở đó luôn mọi người ạ. Quá đỉnh. Chắc là cái đó là cái kỹ thuật nhiều người biết, nhưng mà tôi cảm giác là ui, ăn may hơi bị gùa đấy. Không, người ta có kỹ năng không phải ăn may. Đầu cú ném 3 điểm. Bon. Hoài luôn. Hoài luôn. Chiếc sọt, chiếc sọt, chiếc sọt. Bon. Wow. Khi mà chúng ta đi học, chúng ta không có gì làm, chúng ta sẽ gọi là gì ta lấy những cái trò chơi này, và đó là cái lý do mà làm chúng ta gọi là bị hủy hoại hết cái quá trình đi học của chúng ta. Nên là khi mà các bạn học, hãy chuyên tâm vào mà học. Cú ném 3 điểm. Wow, cái này ném tới luôn hả? Tôi không biết sao nha, nhưng mà những cái tuyển thủ chuyên nghiệp ở lòng những cái cầu thủ chuyên nghiệp là hồi cái này á, thì nó cũng chỉ cần vào lỗ là nó chắc chắn là dính luôn mọi người. Tại vì cái kim mà nó vào cái lỗ đó, cái lỗ mình nghĩ là cũng khá là sâu đó mọi người. Tôi nói tới đâu rồi, thôi kệ đi. Nhưng mà cái này đỉnh đấy, tôi cứ tưởng là cái quả bóng nó sẽ bể, nhưng mà không, quả bóng rổ nó cũng dày lắm á. Đây, ping pong pong bình bình tung. Bốn giây, 5 giây, 6 giây, toàn thiên tài. 8 giây. Tôi không biết là thằng này là đạt kỷ lục thế giới chưa. Nó sinh ra, có những người sinh ra để làm những cái chiếc sót như này á mọi người. Ok. Nó chỉ có cái lỗ mà 0,5 mm chứ lộn. Là nó rất, cái lỗ đó rất là nhỏ. Nó chỉ bằng một cái đầu búp bi thôi mọi người. Các bạn biết không, cái này á, tôi không biết là có cần phải tính toán hay sao nha. Nhưng mà cứ mỗi một lần nó qua một cái nồi hay một cái chảo gì đó là nó, mọi thứ nó sẽ thay đổi, và chúng ta phải tính rất là kỹ lực nếm cũng như lực gió. Nói chung là ai giỏi vật lý vector cái kiểu bla bla bla. Cái này khó, đôi khi nó nảy tào lao lắm mọi người. Đấy, mà cái này nó nảy đỉnh vậy. Ui, trời ơi, đỉnh cao thăm minh. Ok, cái này tập nhiều được. Cái này thì tập nhiều sẽ được mọi người ạ. Cái đó hồi nãy á, không khó, chỉ cần làm theo video là được mọi người. Ok. Trời ơi, sao mấy cái video này nó mờ dữ vậy bây. Ok. Một cái một. Ôi cái gì mà lên. Ủa là được tính điểm chưa? Dodgeball. À cái trò này thì tôi không biết là ở Việt Nam có hay không. Nói chung là đừng để đối phương cầm quả banh ném chúng mình. Nếu mà ném chúng mình là mình thua. Đó. Nên là cái này là Dodge Simulator mọi người ạ. Ui. Một vận động viên. Oh my god. Bowling. Oh my god nè. Cái này mới gọi là những chuyên gia chơi những cái bowling nè. Các bạn biết không, trường hợp này rất là khó, chỉ có những chuyên nghiệp, những người mà có chuyên môn cao họ mới đánh được cái quả này đâu mọi người. Này. Bùng. Hết đỉnh. Đỉnh không, chắc quả đó cũng ăn hơn á. Tại vì thường là sẽ đánh quả banh nó đi, nhưng mà cái bowling nó đi. Ô cái gì này đi xa vậy? Ủa cái này là chưa chạm đất đúng không? Có nghĩa là vẫn chụp được đúng không? Oh my god. Không. Đừng có quan tâm mọi người, đừng có quan tâm tới cái gọi là gì ta? Chạm đất hay không chạm đất, mà hãy quan tâm nó. Vì sao mà đánh một cái một quả banh nó dính vào đó luôn? Thường sẽ rơi xuống đất đúng không? Đây là cái tỷ lệ nó ít xảy ra. Rất ít khi xảy ra. Tại đằng sau cũng là một, đằng sau quả banh này nó cũng là một cái phần đất khá là bằng phẳng. Nên là chỉ có một là rớt xuống đất, hai là rớt qua cái phần bãi cỏ thôi. Làm sao mà nó rớt lên cái thành đó và nó dính vào đó luôn? Oh my god. Cái quả này tính làm sao đây? Ok. Lại là bóng gỗ. Ôi hình như là cứu được đúng không? Hồi nãy là không có ra khỏi. Oh my god anh em mà cứu được quả này. Ui móc về đỉnh cao vậy. Ê từ. Hả? Tôi cứ tưởng là móc về truyền cho đồng đội, nhưng mà không. Mọi thứ là ảnh làm hết luôn, ảnh gánh luôn. Ảnh móc về là thắng luôn. Ui what the. Oh my god, cái quả huyền thoại thế. Ok. Làm quả đá phạt đền nè. Phạt bao đền luôn. Hai lần cục dọc luôn, ghê vậy. Đồng xu đứng yên, đứng thẳng luôn.
thẳng tới luôn, tới tấp luôn. Oh my god, các bạn thấy chưa, nhớ like và subscribe cho mình nha. Mình mới vừa làm một cái chiếc sót đồng tiền đấy. Ôi làm thêm cái nữa hả? Các bạn có cảm giác được là cái bàn này nó có cái gì đó đặc biệt không? Không, thằng này, cái người này nó phản ứng như vậy rồi thì chắc chắn là nó đang rất là hiếm xảy ra. Ok. Video này đã xong rồi và các bạn có thể thấy được là có những cái pha mà gọi là chỉ 0.001% xảy ra thôi. Thì các bạn thấy cái pha nào mà khó làm nhất thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Vậy thì video này cũng đã dài rồi và hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.